Một câu chuyện đầy thù hận, nước mắt nhưng cũng thấm đẫm yêu thương của một chàng trai trẻ phải chôn chặt tuổi xuân trong suốt 16 năm tù oan nghiệt bởi sự bất minh của công lý. Bộ phim Phép Màu Tái Sinh phản ánh hiện thực đầy khốc liệt về con đường hoàn lương, hòa nhập xã hội của người tù thông qua nhân vật Kang Chin. Liệu sự mầu nhiệm nào trong cuộc sống có thể cứu vớt được cuộc đời khốn cùng của anh? Đón xem Phép Màu Tái Sinh phát sóng 17h35 từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội.